Sáng nay trời nắng nhẹ, cảm thấy hơi thở có chút dễ chịu hơn. Bà bé lại tranh thủ bán mấy mớ rau, mong kiếm thêm vài chục nghìn bạc lẻ ăn uống hàng ngày. Mua được giá bạn đi mua. Bà thương lượng hàng xóm họ chạy tới mỗi người bỏ thì cho thêm tiền. Bỏ 5.000 và cho thêm chục nữa. Chứ em tới đây là họ thấy em là mua dâm. Ngày mua mệt thì họ bằng dâm mà mệt thì có em ngồi bắt cái ghế đó em ngồi em bán. Đây thì họ bơm mi cua rồi tới họ cho rồi. Gạo cơm được mắm. Cho mừng chi mua có tiền. Họ cho vào đủ ăn sáng rồi đó. Bà con lối xóm chung quanh ai ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn bệnh tật của bà bé. Phát hiện bệnh thần suy cách đây 2 năm, bà bé cũng chẳng thể làm nổi công việc gì, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Chứ đang nghĩ ngay chạy ngay, còn mà không chạy là ngáp thở là không biết chạy kim bô được. Giai đoạn cuối rồi, chứ già lắm con chứ hết. Nghèo là nghèo, quá nghèo luôn, mà ngày mua đi hại ra muộn mà. Họ không mua là phải lo mà mua, dựng cho tiền nữa. Là ai cho, tại quá, là họ cho tôi bên canh là ăn tôi bên canh. Họ cho tôi bụng là ăn tôi bụng chứ cũng có tiền mà ăn được. Hoàn cảnh cực khổ, cũng có tiền của bà, chạy được ngang chừng mua chừng cho khi hết tiền là chịu chết thôi. Ai giúp đỡ có đúng mua thì nó mà con có thôi là chịu chết luôn. Mẹ gì cũng già cũng bình tim, mà thấy hàng hoang cái hàng tôi. Khi mua trong gì có rau mà hàng vô bán gì, mẹ cũng mua cho hàng 5.000 cho thêm. Với 3 lần chạy thần một tuần, con trai đầu của bà bé đã phải nghỉ việc làm thuê, làm mướn, theo mẹ lên về bệnh viện. Chuyện cơm nước, nhà cửa, đành nhờ mẹ già 80 tuổi lo liệu. Chi phí điều trị bệnh của bà bé giờ chỉ biết trông chờ vào người con trai thứ hai đi phụ thợ nề xa nhà. Vì khi đau muốn giảm đến với con, rồi con buông đi làm được á. Nên nói chung là em một tháng là con sẽ sợ được 5 triệu lên nộp cho bác sĩ mà chạy. Có thì chạy mà chưa có thì mệt ở da đã con để con chạy tiền đó, con chạy quán chạy quốc nữa. Mượn cái đó rồi lên nộp chạy lại mình chụp cực hơi mệt chút thở nữa là cứ ngồi thở một hàng xóm tại vuốt ngồi vuốt quạt không có để chạy tiếng thở nội hàng xóm thấy thương gọi là hàng xóm cho mượn tiếng để chạy cái đã cũ đã rồi về con chạy mừng tạ hàng xóm xung quanh đây ai nghe lá đâu mệt là cho mượn tiếng không đi mượn tiếng. Thời gian sau này bệnh tình của chị bé tiếp tục đau và gặp những điều rất khó khăn là không có lao động để hỗ trợ. Thời gian qua thì đối với các ban ngành đoàn thể, đối với là phụ nữ cũng kêu gọi là từng hộ gia đình các chị em để là người nhiều cái ít cũng hỗ trợ cho bản thân chị bé. Như tiền hoặc là gạo. Nhưng mà điều đó còn ít đòi. Cho nên cũng trong thời gian tới cũng mong rằng kêu gọi các ban ngành đoàn thể để hỗ trợ thêm cho hoàn cảnh như chị bé trong thời gian tới nữa. Trước đây cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, bà bé mang 2 con trai về sống với mẹ già. Với công việc phụ thợ nề, bà bé là trụ cột chính của gia đình. Cuộc sống mưu sinh nhiều cực nhọc, bà bé cũng chẳng bận tâm với những dấu hiệu bệnh tật. Đến khi phát hiện bệnh, thì bệnh tình đã ở giai đoạn cuối. Lâu rồi, làm ủi ai khen này, chắc là con làm, và đến giai đoạn cuối rồi. Thì cái nàng chị cũng vẫn buông, mà lên bác sĩ đã đi thôi, đừng buông nữa. Về vui vẻ đi kề, con đi làm kề hẳn, đừng có suy nghĩ hết nữa. Bệnh mình là được rồi. Có được đến năm nay vô cái khó chắc món cho con biết. Chờ con tuổi cũng tôi dậy đi lui tới rồi. Mà đi thè đó để con ngủ. Vì bây giờ ngủ. Nghỉ rồi cho là nghỉ nữa. Đừng nghỉ nữa để mà sống với con được. Đừng nghỉ gì hết. rộng, chứ mình nghĩ là ra tầm 7 không ngờ bị con được, mà coi chứ đừng nghĩ nữa. Mấy tháng nay bà bé thường xuyên lên cơn mệt khó thở, da dẻ cũng chuyển màu tím tái. Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối dường như đang vắt kiệt sức chịu đựng của bà bé. Dẫu cuộc sống giờ đây luôn đối mặt với đau đớn và lo lắng, nhưng chưa bao giờ bà bé nản lòng. Bởi mỗi ngày qua đi, bà bé biết rằng bên cạnh mình vẫn luôn luôn có những người yêu thương, có mẹ già và các con quan tâm chăm sóc. Con nói thì mẹ cứ yên tâm rồi, để cho con lo cho mẹ chứ, mẹ đừng có lo chứ gì. Mà mẹ mệt thêm bệnh nữa là con khổ không nữa. Để cho con đi làm để con lo cho mẹ đừng có lo chứ gì. Luôn cho mẹ cứ ăn rồi nằm đã được, đừng làm chứ gì, để con làm cho. Còn em nghe con nói rồi, thương con đó, con mặc cái bông, chứ em cầu nguyện là cho em sức khỏe để mà ở với con thôi. Ghé thăm Di thì chương trình Nối nhịp nghĩa tình thấu hiểu cái hoàn cảnh khó khăn cũng như bệnh tật của Di. Thì ngay bây giờ chương trình Nối nhịp nghĩa tình gửi trao cho Di là món quà là hơn 16 triệu đồng. Mong là sẽ hỗ trợ một phần để Di tiếp tục chạy thận. Trước hết xin mời cô Ngọ đại diện cho quỹ Nối nhịp nghĩa tình gửi trao món quà đến cho Di bé. Việc hoàn cảnh của con bệnh hoạn, cô đại diện cho chương trình Nối nhịp nghĩa tình gửi đến con là hơn 16 triệu đồng. Mà trong 16 triệu đồng đấy là có các doanh nghiệp, cơ quan, các nhà hảo tâm gửi đến con. Thì trước mắt là thẩm mỹ viện Nam Phương gửi con 1 triệu, công ty xây lắp Thừa Thiên Huế gửi đến con 1 triệu, và đây công ty cấp nước Thừa Thiên Huế gửi đến con 1 triệu. Mong rằng có tiền này để con trang trải bệnh hoạn, chữa bệnh thêm một thời gian thì sẽ phải con. Xin cảm ơn cô. Và còn đây nữa đó là món quà 600.000 đồng của dì Đào Thị Thu ở Canada cho gia đình. Và còn đây nữa là món quà một bao gạo của cô Quảng Hạnh ở Lê Duẩn gửi đến gia đình dì. Nhà phân phối Vi Trang Phú Thuế cũng có một món quà là một thùng sữa gửi đến cho dì và một phần quà của khán giả. Con xin cảm ơn các gia hảo tâm tới con, giúp đỡ cho con thì con cảm ơn nhiều. Quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của Di bé ở xã Phú Lương, huyện Phú Vang, hoặc liên hệ thông qua chương trình Nối nhịp nghĩa tình, phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Chương trình Nối nhịp nghĩa tình cũng xin đặc biệt cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn, chị em tiểu thương ở chợ Đông Ba, Tây Lộc, Bến Ngừ, An Cừu, Thuận An, Nam Đông và A Lưới đã chia sẻ hỗ trợ về những hoàn cảnh mà chương trình đã phản ánh trong suốt thời gian qua.